nay sẽ giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda SH Việt Nam 150 mẫu 2023, chạy mới 3.000 km còn bảo hành hãng luôn, chạy mới có 3.000 là còn mới tinh luôn. Phiên bản này là phiên bản đời cuối cùng, mắc hiếp, xe được gần như là dán keo nguyên chiếc, mới tinh, không một vết trầy, mới 99.9%. Quá mới từ trên xuống dưới, ABS thắng đĩa, ABS chống trơn chống chợt, chống bó phanh đĩa luôn. Nói chung cái xe còn nguyên zin, nguyên mới mới, tuy nhiên là mới trong hãng luôn. Mấy cái xe này một cái là chạy nó cực kỳ ngon, bởi vì nó quá mới mà thì nó ngon. Xe này biển số 76F1 32853, người ta đi vô đây, người ta làm việc công tác ở đây là người ta bán luôn nha các bạn đó. Chính chủ người ta ký giấy nghiêm chỉnh hết đó. Thắng đĩa ABS trên dưới gì cục máy là nguyên 7 màu luôn. Nói chung là cái xe nó còn đi mới 3.000 thì các bạn có thể biết là nó quá mới, nó không cần phải mình quan tâm về cái chất lượng xe, quan trọng là cái giá thôi. Thì với chiếc xe nó còn mới như vậy, còn chế độ bảo hành hãng như vậy, thì tôi muốn bán với giá là 78 triệu cho một chiếc xe Honda SH 2023 ABS 150, chính chủ, bao thử, bao test, bao kiểm tra, bao test hãng luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.